Đầu cầu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, xin mời đầu cầu Ngọc Lặc ạ. Dạ, em xin kính chào quý thầy cô cùng quý đồng nghiệp đang theo dõi ạ. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc xin trình bày hội chẩn ca lâm sàng. Hành chính: bệnh nhân nam, 68 tuổi, địa chỉ Quan Hóa, Thanh Hóa, ngày vào viện ngày 3/4/2023. Lý do vào viện: đại tiện phân đen lỏng ạ. Tiền sử: bệnh nhân điều trị xuất huyết tiêu hóa nhiều lần do quá liều chống đông, suy tim, rung nhĩ, đang duy trì thuốc Thanrom 4mg thứ 3, thứ 5, thứ 7 uống 1/2 viên, thứ 2, thứ 4, thứ 6, chủ nhật uống 1/4 viên, điều văng 80mg uống 1/2 viên một ngày, Verosaveron 25mg uống 1 viên trên ngày. Về bệnh sử: cùng ngày nhập viện, bệnh nhân xuất hiện hoa mắt, trắng mặt, đau bụng, nóng táp vùng thượng vị, không buồn nôn, không nôn, sau đó xuất hiện đại tiện phân đen lỏng nhiều lần. Bệnh nhân được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Ngọc Lặc khám và điều trị. Khám lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, BMI 19, hoa mắt, trắng mặt, da xanh lạnh, niêm mạc nhợt, không phù, không xuất huyết da, có hội chứng thiếu máu, tim nhanh, loạn nhịp hoàn toàn, tần số 120 chu kỳ trên phút, huyết áp 70/50, mạch quay bắt yếu, phổi hai bên không có ran, bụng mềm, không chướng, không tuần hoàn màng hệ, gan lách không thở thấy. Bệnh nhân được xử trí là thở oxy kính 3 lít trên phút, natri clorid 0,9%, nhân 1.500 ml, chuyển tĩnh mạch 80 giọt trên phút, khối ống cầu nhóm A nhân 1 đơn vị chuyển tĩnh mạch 30 giọt trên phút, vitamin K 1mg nhân 10 ống pha natri clorid 0,9% chuyển tĩnh mạch 0,5mg trên phút, hemotop 100mg 2 ống tiêm tĩnh mạch chậm. Sau xử trí, bệnh nhân tỉnh, đau bụng, nóng táp vùng thượng vị, hoa mắt, trắng mặt, da niêm mạc nhợt, tim loạn nhịp hoàn toàn, tần số 110 chu kỳ trên phút, huyết áp 100/60, phổi hai bên không có gian, bụng mềm không chướng, phản ứng thành bụng âm tính. Các kết quả cận sàng là được lên hệ thống. Bệnh nhân được chẩn đoán là sốc mất máu cấp, xuất huyết tiêu hóa do quá liều chống đông, suy tim, EF 51%, thở van hai lá, thở van động mạch chủ, rung nhĩ. Hiện tại là ngày thứ 8 của bệnh. Bệnh nhân tỉnh, đại tiện phân vàng, đỡ hoa mắt, trắng mặt, da niêm mạc nhợt, hội chứng thiếu máu dương tính, tim loạn nhịp hoàn toàn, tần số 90 chu kỳ trên phút, huyết áp 100/60, phổi hai bên không gian, bụng mềm không chướng. Bệnh nhân đang hiện tại đang điều trị điều văng 80mg nhân 1 viên uống 1/2 viên trên ngày, Verosaveron 25mg uống 1 viên trên ngày. Em xin hội chẩn là câu hỏi và chuẩn đoán là hướng xử trị của bệnh nhân này đã phù hợp chưa? Bệnh nhân này có nên dùng lại thuốc chống đông không? Nếu dùng lại thì thời điểm dùng lại thuốc chống đông ở bệnh nhân ạ, có nên dùng PPI trong trường hợp này không ạ? Vâng, xin cảm ơn đầu cầu ở khu vực Ngọc Lặc. Để mở đầu thì tôi cũng chắc là về hình ảnh thì thầy Linh có, các bạn có hình ảnh gì gửi cho thầy Linh phân tích không? Dạ, em thưa cô là có hình ảnh siêu âm tim ạ. Có hình ảnh siêu âm tim thì sẽ mời thầy Thắng rồi hôm nay. Thầy Thắng tí nữa, thầy Thắng xin mời thầy Thắng ạ. Thầy Thắng sẽ phân tích luôn các hình ảnh trên siêu âm tim ạ. Xin chào các bạn đồng nghiệp. Thì cái ca lâm sàng này thì mình cũng đã xem qua và đã nghe các bạn báo cáo, thì mình có các câu hỏi của bạn thì tôi sẽ trả lời các câu hỏi của bạn luôn. Thứ nhất là chẩn đoán và hướng xử trí, thì về cái xuất huyết tiêu hóa thì chắc là bác sĩ chuyên về tiêu hóa sẽ cho ý kiến. Tuy nhiên là có một chút góp ý với các bạn xử trí cái thời điểm bệnh nhân vào viện. Mình đã được chẩn đoán là một cái xuất huyết tiêu hóa nặng, sốc mất máu và bệnh nhân có quá liều chống đông, tức là cái xét nghiệm IR nó lên cao. Thì cái xử trí tối ưu nhất trong trường hợp này ấy, việc đầu tiên là các bạn phải đưa cái chỉ số IR nó về bình thường càng sớm càng tốt, mà tốt nhất là các bạn phải truyền plasma, tức là huyết tương tươi đông lạnh. Đấy là cái để mà mình có thể đưa cái chỉ số IR về càng sớm càng tốt về chỉ số bình thường. Vì tôi xem cái xét nghiệm cái chỉ số INA đến tận 2 ngày sau là lúc bảo nhân vào viện INR vẫn là 1,34. Cố gắng trong ngày đầu tiên các bạn phải đưa càng sớm càng tốt nó về bình thường, vì nếu mà chỉ số IR càng cao thì rất khó để mà kiểm soát được cái chảy máu mà mình đang chưa biết nó ở đâu ở trong ổ bụng cả.
cái phác đồ các bạn truyền khối hồng cầu tiêm vitamin K, chúng ta có thể tiêm trực tiếp luôn 1 đến 2 ống, thậm chí là 3 ống trong ngày, các bạn không cần phải pha truyền. Và cái thứ hai mà góp ý với các bạn về cái xử lý ban đầu là những trường hợp bệnh nhân nặng như này thì nên đặt cateter tĩnh mạch để trung tâm để mình truyền và mình xử lý, kèm theo là mình theo dõi cả CV, vì khi mình truyền dịch hoặc là truyền máu khối lượng số lượng nhiều cho một cái bệnh nhân mà rung nhĩ suy tim thì cũng nguy cơ là bệnh nhân sẽ suy tim nặng lên rất nhanh, nên là chúng ta có cateter để chúng ta kiểm soát thì là tốt hơn. Đấy là cái xử trí về tim mạch tại cái thời điểm bệnh nhân vào viện. Vấn đề thứ hai, câu hỏi thứ hai của các bạn là bệnh nhân có nên dùng lại chống đông hay không khi bệnh nhân bắt đầu có xu hướng ổn định, thì tôi trả lời là bệnh nhân này rung nhĩ suy tim nên là bắt chỉ định chống đông là chỉ định bắt buộc. Tuy nhiên nếu chúng ta không đánh giá được cái tình trạng chảy máu xuất huyết tiêu hóa, cái tổn thương mức độ như thế nào, đã ổn định hay chưa, và bệnh nhân này đã bị chảy máu tiêu hóa rất nhiều lần theo như tiền sử các bạn mô tả, thì tôi cũng chưa rõ được cái tổn thương của đường tiêu hóa nó là cái gì. Về mặt nguyên tắc, khi cái tổn thương đường tiêu hóa đã ổn định, xét nghiệm hồng cầu về gọi là không tụt nữa, thì chúng ta có thể dùng lại chống đông. Tuy nhiên là cái việc theo dõi và dùng kiểm soát cái INR trường hợp bệnh nhân này thì phải sát sao, tức là có thể chúng ta phải hẹn bệnh nhân 1 tuần, 2 tuần phải xét nghiệm một lần và cố gắng không đưa cái chỉ số INR lên quá cao. Về tim mạch thì đây cái hình ảnh các bạn sâu lên thì bây giờ tôi mới được xem. Thế thì rõ ràng là bệnh nhân này về mặt chuyên môn là có chỉ định đã phải phẫu thuật thay van tim, bởi vì cái tình trạng hở van tim làm cho buồng tim, buồng thất trái nó giãn nhiều và chức năng tim thì có xu hướng giảm. Về mặt nguyên tắc, hở van hai lá và hở van động mạch chủ thì chức năng tim giai đoạn đầu bao giờ nó cũng tăng cao hơn bình thường. Nhưng khi chức năng tim, cái phân số trong máu mà nó có xu hướng đã giảm xuống 50%, đấy là suy tim, đã suy tim nặng rồi. Và bệnh nhân như vậy có chỉ định sẽ phải phẫu thuật thay van tim. Những cái thời điểm phẫu thuật thay van tim thì phải quan trọng là chúng ta phải có cái chẩn đoán về cái bệnh lý đường tiêu hóa đã, bởi vì cái van tim nếu mình đã mổ thay cái van nhân tạo vào thì chống đông lúc đấy lại không dừng lại được nữa. Bây giờ van của bệnh nhân van tự nhiên thì chúng có quá liều, chúng ta có thể truyền plasma để IR về không, cái nguy cơ biến cố nó vẫn thấp. Nhưng nếu mà bệnh nhân này mổ thay van, chúng ta không kiểm soát được cái tiêu hóa, lần tới bệnh nhân mà xuất huyết tiêu hóa nữa thì chúng ta rất khó để chúng ta điều chỉnh chống đông, vì lúc đấy không dừng được chống đông. Nên là phải ưu tiên cái phương án phải tìm và xử lý được ổn định cái xuất huyết tiêu hóa của bệnh nhân. Còn thời điểm bệnh nhân dùng lại chống đông, như tôi nói lúc nãy các bạn rồi, nếu mà mình kiểm soát được cái đông máu thì mình sẽ phải dùng lại chống đông sớm càng tốt cho bệnh nhân. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của thầy Thắng. Tiếp theo thì tôi xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Thị Thu Thảo, chuyên ngành về nội tiêu hóa, sẽ cho ý kiến trên bệnh nhân. Vâng, kính thưa giáo sư Nga, kính thưa các anh chị đồng nghiệp. Thì trên cái bệnh nhân này thì các anh chị cũng bổ sung một số các cái thông tin hộ một chút. Ở đây thì có mô tả là bệnh nhân có vào viện trong cái tình trạng sốc mất máu, đi ngoài phân đen, mạch thì nhanh và huyết áp thì tụt. Huyết sắc tố thì cũng tụt chỉ có khoảng 64 thôi. Không biết là có lý do gì mà mình chưa nội soi không ạ? Tại vì nếu như mà tính các cái thông số như thế này thì cái nội soi dạ dày thực quản cấp cứu là đặt ra đầu tiên đấy ạ, thì không hiểu là cái nội soi thì mình đã được thực hiện hay chưa ạ? Dạ thưa cô, là hiện tại bệnh nhân không đồng ý nội soi ạ. Vâng, trên nền bệnh nhân này thì đã tiền sử xuất huyết tiêu hóa rất là nhiều lần rồi. Đấy, trên nền bệnh nhân thì lại thường xuyên phải sử dụng chống đông là một điều bắt buộc. Thế thì cái này không có soi dạ dày thì thứ nhất là mình lại không đánh giá được cái mức độ nặng của bệnh. Một là xem có bị loét dạ dày hay không, loét hành tay tràng hay không, và có HP hay không. Tại vì khi mà bệnh nhân mà có loét cũng có HP thì bắt buộc sẽ phải điều trị HP để mình dùng chống đông kéo dài. Cái hai là mình sẽ phải đánh giá xem cái mức độ mất máu trên nội soi, xem là có ở phân độ Forest 2B đổ lên thì mình sẽ dùng PPI đường truyền tĩnh mạch. Thế còn phân độ Forest 2C đổ xuống thì mình có thể dùng PPI đường uống. Nếu các anh chị có hỏi là có nên sử dụng PPI hay không. Cái thứ hai là cái xử trí ban đầu của anh chị thì đúng như thầy Thắng phân tích là trên nền bệnh nhân này rung nhĩ suy tim. Cái vấn đề bù dịch thì rất là quan trọng, nếu như mà mình không muốn bệnh nhân bị quá tải dịch phù với cấp thì rõ ràng là mình nên đặt cateter truyền máu. Thì cái mục tiêu hemoglobin đặt ra của chúng ta trên nền bệnh nhân trên 60 tuổi, bệnh lý suy tim, rung nhĩ như thế này thì sẽ là trên 100 gram trên lít. Thì ở đây thì chúng ta bù nó cũng chưa được đủ lắm. Thì từ lúc đầu là 64 mà sau bao nhiêu ngày thì nó vẫn là 74 thôi ạ. Đấy, thì
Thứ nhất là về cái xử lý ban đầu thì là cái hồi sức rất là quan trọng. Và đầu tiên là phải hồi sức, sau đó thì mình sẽ soi càng sớm càng tốt. Trên bệnh nhân này thì cũng rất là may mắn, sau bao nhiêu ngày thì bệnh nhân lại tự cầm. Nhưng về lâu về dài thì mình vẫn phải đánh giá về mức độ tổn thương đường tiêu hóa. Vừa nãy thầy Thắng cũng đã phân tích rồi đấy ạ. Thế còn cái mà các anh chị truyền cái hemostop ấy ạ, thì em hiểu cái đấy là transamin ấy ạ. Thì nếu mà trên nền xuất huyết tiêu hóa thì cái này nó không đúng cái cơ chế của nó. Thì nếu như mà mình không soi được thì câu trả lời là thời điểm mà bệnh nhân bắt đầu vào ấy, không soi được thì mình vẫn nên dùng PPI tĩnh mạch luôn ạ. Tại vì lúc đấy là mình chắc chắn là bệnh nhân đang xuất huyết tiêu hóa rồi, rất là rõ ràng, đi ngoài phân đen rồi tụt huyết sắc tố, tụt cả áp nữa. Thì theo tôi, nếu như bệnh nhân không đồng ý nội soi hay vì một điều kiện nào đó mà mình không thể soi được ngay thời điểm đó thì vẫn nên dùng PPI đường tĩnh mạch luôn ạ. Vâng, em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Như vậy rõ ràng rằng là xin hỏi là ở bệnh viện ở khu vực Ngọc Lặc là các bạn bệnh nhân vào các bạn có truyền PPI cho bệnh nhân không? Dạ, thưa cô là có ạ. Tại vì trong bệnh án thì không thấy các bạn trình bày. Như vậy là các bạn cũng đã truyền PPI. Xin hỏi cô Thảo là nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân soi mà không thấy có tổn thương loét mà chỉ là xuất huyết giải rác thì PPI liệu có hiệu quả hay không? Thưa cô, là lúc đấy thì mình chỉ nên dùng PPI đường uống thôi ạ. Vì không có ổ loét, và trên nền những cái bệnh nhân mà dùng chống đông như thế này thì có thể gặp trong một số cái hình ảnh mà nó xuất huyết giải rác toàn bộ, thì lúc đấy cái việc mà nâng cái PT và nâng giảm cái INR bằng cách truyền huyết tương tươi đông lạnh thì lại là một cái ưu tiên nhiều hơn ạ. Và lúc đấy sẽ phải truyền máu huyết tương tươi đông lạnh vào khối hồng cầu để đảm bảo cái yếu tố đông máu cho bệnh nhân ạ. Vâng, xin cảm ơn cô Thảo. Xin một câu hỏi đối với thầy Thắng là với tình trạng tim mạch bệnh nhân này thì bệnh nhân có thể soi dạ dày được hay không? Cái quan trọng là cái thời điểm này các bạn em mô tả cái triệu chứng của bệnh nhân đến cái lúc mà ngày thứ 8 các bạn mô tả ở đây thì bệnh nhân tỉnh, da niêm mạc nhờn mà đỡ hoa mắt chóng mặt, không thấy các bạn em mô tả cái triệu chứng của suy tim, như vậy là bệnh nhân này đang suy tim giai đoạn ổn định và về mặt chuyên môn thì có thể soi được. Thế nếu lúc vào ấy thì bệnh nhân này có nên được đi nội soi luôn hay không? Tình trạng bệnh nhân cấp cứu thì bắt buộc chúng ta phải soi. Tuy nhiên là cái huyết áp, các bạn ấy mô tả thời điểm bệnh nhân vào là huyết áp 70-50. Khi chúng ta truyền dịch, truyền máu, nếu huyết động ổn định thì chúng ta nên soi sớm càng tốt. Bởi vì lúc này cái tình trạng xuất huyết tiêu hóa nó nguy hiểm với tính mạng nhiều hơn là cái tình trạng suy tim trên lâm sàng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Thắng. Vậy rõ ràng là các bạn ở khu vực Ngọc Lạc có thể là tình trạng bệnh nhân cũng nhiều tuổi, suy tim và trong tình trạng huyết áp tụt như thế, cho nên là cái việc mà nội soi nó cũng rất là cân nhắc. Thì đây cũng là một trong cái phần cũng cẩn thận của các bạn. Như hôm nay được ý kiến các thầy cô thì các bạn cũng có thể vững tin trong các cái trường hợp như vậy. Xin hỏi các bạn là các bạn có thể khoa cấp cứu ở bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lạc là các bạn có thể đặt được cateter tĩnh mạch trung tâm hay không? Thầy cô, em ở đây bọn em làm cái này thì là một cái thường quy cô ạ. Em có hai câu hỏi là em xin hỏi lên chỗ thầy Thắng ạ. Cái kiểm soát áp lực tĩnh mạch trung tâm ấy, thường những bệnh nhân sốc mà kiểm soát được, nhưng đối với bệnh nhân này thì nó có đang có một cái sự cố, đó là về cái xuất huyết tiêu hóa do cái quá liều chống đông. Bệnh nhân này không phải là lần này mới vào trong cái bệnh cảnh như này, mà bệnh nhân này vào lần này là lần thứ 3 rồi. Mà em nhớ không nhầm, cái lần trước là đầu tiên là em đã soi dạ dày thì em xuất huyết giải rác khắp ở cái niêm mạc dạ dày, và HP tất cả các thứ là em kiểm soát được hết, không có vấn đề gì về cái vi khuẩn HP. Thứ hai nữa là cái chỉ định, em hỏi là cái chỉ định bắt buộc trong trường hợp này em xuất huyết tiêu hóa này thì mình có nên làm cái áp lực tĩnh mạch trung tâm để kiểm soát không? Còn em cân nhắc cái việc này khá là kỹ, vô hình dung mà không may mà mình làm mà thất bại mà chảy máu thì rất là khó cầm đối với cái chỗ tĩnh mạch trung tâm. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai thì cái bệnh nhân này thì để cái khoảng INR bao nhiêu thì là chỉ số an toàn từ bệnh nhân này xuống lần này nó mới là lần thứ 3 trong tình trạng như thế này, trong hệ hai lần trước cũng xin hết ạ. Vâng, thế thì trả lời các bạn, cái đặt cateter mà các bạn ngại cái chuyện là nguy cơ chảy máu thì nó phụ thuộc vào cái trình độ kỹ thuật của mình, cộng với cái việc nếu mà các bạn có dưới hướng dẫn của siêu âm thì cái rủi ro nó sẽ thấp hơn. Còn cái việc đặt cateter thì rõ ràng là có lợi hơn cho người bệnh. Còn nếu mà làm, các bạn đã làm thường quy rồi thì mà lại
có nếu mà có hướng dẫn của siêu âm nữa thì tôi nghĩ là cái nguy cơ rủi ro rất thấp, nhưng mà một cái lợi ích mang lại là mình truyền dịch truyền máu cũng như là mình theo dõi được cái tình trạng quá tải dịch của bệnh nhân thì nó sẽ tốt hơn cho người bệnh. Câu hỏi thứ hai là như này, nếu bệnh nhân mà rung nhĩ bệnh van tim thì cái ngưỡng INR bắt buộc khuyến cáo là từ 2 đến 3. Tuy nhiên thì là cá thể hóa cho những trường hợp bệnh nhân mà xuất huyết tiêu hóa nhiều lần như thế này thì kinh nghiệm bản thân tôi nghĩ là mình sẽ đưa cái INR nó sẽ xuống thấp hơn một chút, tức là mình sẽ cố gắng khống chế nằm trong khoảng từ 1.5 cho đến 2. Và cái thứ hai nữa là mình phải hỏi kỹ bệnh nhân xem có cái vấn đề gì, có tương tác thuốc hoặc là bệnh nhân có uống sai liều thuốc hay không. Vì nếu như bệnh nhân đang dùng trong đông một liều mà đang ổn định thì không lý do gì vẫn cái liều như thế, tự nhiên vào một ngày nào đấy bệnh nhân INR nó lại vọt lên 6. Thì thông thường kinh nghiệm mà tôi hay gặp nhất là bệnh nhân sẽ có sự tương tác thuốc với những cái bệnh lý khác, ví dụ như bệnh nhân có một cái cảm cúm, người ta tự mua thuốc cảm cúm về uống, nó sẽ tương tác với các cái thuốc kháng vitamin K. Đặc biệt mà tương tác lâm sàng tôi hay gặp nhất là tương tác với paracetamol. Ví dụ như các cụ đau khớp, đau xương hay là bị cảm cúm là tự mua thuốc về uống, và chỉ cần uống khoảng 3 5 ngày nó sẽ tương tác với nhau và làm cho cái xu hướng là làm cho IR nó sẽ lên rất cao. Thế thì mình phải hỏi kỹ cái chuyện là vì sao lại có sự thay đổi cái INR nếu như bệnh nhân vẫn đang dùng lâu dài. Và thường là mình sẽ phải tìm được cái nguyên nhân như thế thì bệnh nhân giáo dục tư vấn lại cho bệnh nhân để họ sẽ theo dõi cái chế độ ăn uống và dùng thuốc nó sẽ tốt hơn ạ. Vâng ạ, như vậy thì rõ ràng là các bạn ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc các bạn cũng đã theo dõi rất là sát bệnh nhân và có các cái câu hỏi mà tôi nghĩ là nó rất là thiết thực trên lâm sàng. Thế thì đối với cái trường hợp này thì theo thầy Thắng thì khi mà huyết động đã ổn định, hồng cầu đã lên được rồi thì các bạn sẽ bắt đầu lại với cái liều chống đông là bao nhiêu và bao nhiêu lâu sau thì phải làm xét nghiệm lại một lần để đánh giá. Em thưa cô là cái liều nếu như mà mình khai thác kỹ lại cái chuyện bệnh nhân vẫn dùng đúng liều, không phải là bệnh nhân uống quên liều hay là do tương tác thuốc, thì cái liều bệnh nhân đang uống là 1/4 xen kẽ 1/2, chúng ta có thể bắt đầu từ 1/4 lại. Và cứ nếu bệnh nhân đang nằm trong viện thì cứ sau khoảng 3 ngày chúng ta xét nghiệm lại, chúng ta cố gắng đưa cái chỉ số INR khoảng 1.5 đến 2, không nên đưa đạt được cái ngưỡng điều trị như thông thường vì nguy cơ chảy máu nó sẽ tăng lên. Nếu như bệnh nhân mà ra viện theo dõi, cái điều kiện bệnh nhân có thể theo dõi được thì sau khoảng 2 đến 4 tuần các bạn kiểm tra lại một lần, vì bệnh nhân như này rất dễ bị chảy máu lại. Và khi bệnh nhân các bạn kiểm tra 2 lần liên tiếp mà cái chỉ số INR nằm trong khoảng từ 1.5 đến 2 thì các bạn sẽ duy trì cái liều như thế. Vâng. Bởi vì bệnh nhân này thì đã xuất huyết rất là nhiều lần rồi thì mình có nên khởi đầu lại với cái liều thấp hơn là 1/8 hay không? Mình dùng cái liều nào thì cũng chỉ khoảng 3 ngày sau mình xét nghiệm, nếu mà nó quá liều lên là mình đã có thể điều chỉnh được. Nhưng có một cái đặc điểm này, cái viên các cái thuốc kháng vitamin K của mình ấy, hiện nay chủ yếu là hàng gọi là của Việt Nam hoặc các nước khác thì nó viên nó khá là khó bẻ. 1/4 là đã cân nhắc là phải lấy kéo cắt thật khéo rồi, còn 1/8 thì hầu như là nó sẽ nát hết viên thuốc. Nói 1/8 nhưng có khi không đạt được 1/8 đâu. Vâng, xin cảm ơn thầy Thắng. Các bạn còn có câu hỏi nào cho các thầy cô nữa hay không ạ? Lại không, em xin cảm ơn quý thầy cô ạ. Vâng, xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc chúng